4 mẹo đơn giản để chó của bạn ăn như heo nhập. Sẽ chẳng có gì phải lo lắng nếu tên cún nhà mình cho gì nó cũng ăn. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để thức ăn xuống rồi tên cún nó chỉ ngửi ngửi mấy cái rồi nó quay mông đi nhỉ? Nó chẳng chịu ăn gì cả ấy. Thế sau đó thì nó có thể lựa những cái đồ nó thích ăn thôi. Còn những đồ nó không thích ăn á, nó gạt phát đi luôn. Thì lúc này phần lớn mọi người là sẽ rất là lo, sợ nó đói, sợ nó mệt như nào đấy. Thì chúng ta sẽ tìm cách chiều chuộng bé và cho nó ăn được nhiều hơn. Ví dụ như là chúng ta phải lấy đồ ăn ngon ra dụ dỗ này, mang các loại bánh thưởng hay đồ ăn vặt ra để cho lừa cho nó ăn được. Hay thậm chí nhiều bạn nhé còn phải đút tận miệng cho cún nhà mình nó ăn được cơ. Và chính cái việc bạn chiều chuộng nó như thế nhé, càng khiến cho nó khảnh ăn và bướng bỉnh đấy. Tôi là bác sĩ Trùm, bác sĩ thú y với 10 năm kinh nghiệm và là chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và hành vi của thú cưng. Hôm nay tôi sẽ giúp bạn lý giải tại sao cún của bạn lại ngày càng trở nên kén ăn và những biện pháp nào để giúp tên cún nhà mình ăn ngon miệng mà không cần phải tốn thời gian dỗ dành nữa nhé. Trước khi đi vào các biện pháp ấy, thì chúng ta cần phải phân biệt nhanh xem chó nhà mình nó đang là kén ăn này, đang là biếng ăn hay là nó bỏ ăn rồi. Và nếu như mà bạn chó ăn tốt ấy, thì một bữa ăn của nó nhá, nó chỉ ăn trong vòng 3 phút thôi. Con nào ăn chậm lắm ấy thì cũng chỉ 5 phút là xong bữa ăn rồi. Và nó không có tình trạng nó lựa cái đồ ăn ở trong bát đâu, trừ khi là cái món nó ghét lắm thôi nhá. Còn đâu còn nó sẽ ăn sạch bát, nó không để lại thức ăn. Thế nhưng những tên kén ăn thì sao? Thì đấy là các bạn ấy sẽ dùng cái mõm để nó hất cái đồ nó không thích đi và nó lựa những cái đồ mà nó thích thôi. Đấy, còn đâu nó ăn hết những cái đồ nó thích rồi thì nó để thức ăn trở lại. Và đồ nào mà nó thích ấy, bạn cho nhá thì nó ăn nhanh lắm, ăn bao nhiêu cũng hết. Nhưng mà cái đồ mà nó không thích ấy thì thậm chí có một số con nó xấu tính đến mức nó đạp đổ hoặc là lấy mũi đổ thức ăn đi luôn. Hoặc là nếu như bạn mà để cho nó đói lắm nha thì nó cũng lắm chỉ ăn một tí thôi và ăn rất là chậm. Còn với những tên chó mà đã biếng ăn rồi đấy thì nó không chỉ dừng ở mức cái lựa chọn đồ ăn đâu, mà thậm chí nó còn kiên quyết bỏ lại những cái đồ nó không thích và thậm chí nó nhịn đói nhiều ngày để nó chống đối chúng ta, chứ nhất quyết nó không chịu ăn những cái đồ đấy. Và một số bạn nhá thì còn phải chiều đến mức mà phải đút thì nó mới ăn, có để nó tự ăn nào nó cũng không chịu ăn. Các bạn kén ăn ấy, thì có thể nó chỉ lại bỏ lại hạt thôi, nó thích ăn thịt thì nó vẫn ăn thịt và nó ăn rất nhiều thịt luôn. Nhưng mà con chó biếng ăn ấy thì nó khó tính đến mức mà chỉ đúng cái loại thịt nó thích nó mới ăn. Có các thịt khác ấy có khi ngon mấy bạn nấu ngon mấy mà nó không hợp khẩu vị nó cũng không thèm ăn tí gì luôn đấy. Và nhiều bạn này còn phải nấu phải có gia vị này, phải có xào rán giống như con người thì nó mới ăn, chứ còn luộc nó lại không ăn. Và cái tình trạng này nếu mà kéo dài nhá là sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé nhà mình đấy. Thế còn với trường hợp chó bỏ ăn thì sao? Đây thì lại là một cái tình huống khác, tức là khi mà chúng ta lấy cả những cái đồ ăn mà bé thích ra rồi nhá, nó vẫn không chịu ăn. Và ngoài cái việc nó không chịu ăn ra thì nó có thể kèm theo những dấu hiệu bất thường khác của sức khỏe, như là không còn chạy nhảy nô đùa này, nó ngủ nhiều này. Một số bạn thì có thể kèm bị nôn tiêu chảy hoặc là bị sút cân một cách rõ rệt đấy. Thì những trường hợp bỏ ăn như vậy ấy, thì đấy chính là vấn đề về sức khỏe rồi, nó không còn là vấn đề về hành vi nữa. Và những cái vấn đề về sức khỏe thì chúng ta cần phải đưa bé đến gặp các bác sĩ để kiểm tra xem, ví dụ như bé có vấn đề về dạ dày không này, hay là có những vấn đề gì khác ở trong các cơ quan trong cơ thể hay không. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ tập trung hướng dẫn cho các bạn cách giải quyết cái tình trạng chó kén ăn và chó biếng ăn thôi, chứ không nói đến những cái vấn đề về sức khỏe nhé. Nguyên nhân phổ biến nhất của việc tên cún nhà mình nó kén ăn ấy thì là do bạn đã nuông chiều bé nhà mình quá và chúng ta không hề có bất cứ một cái kế hoạch gì cho việc cho các bé ăn cả, cứ cho ăn vô tội vạ. Và cái bắt nguồn đầu tiên nhé là từ việc bạn đã thay đổi chế độ ăn uống một cách quá thường xuyên. Nhiều bạn thì cứ thấy con chó nhà mình nó ăn mãi một món thế nó không biết nó có chán không nhỉ. Xong rồi chúng ta bắt đầu sợ nó, ui hay là ăn thế nó bị thiếu chất. Đấy, và bạn bắt đầu thêm nhiều món mới vào trong bữa ăn. Đấy, sau đó thay đổi cái khẩu phần liên tục. Cứ một ngày nó ăn lại một hai món mới cơ. Và bạn liên tục thay đổi như thế nhá, thì bắt đầu tên cún nhà mình nó lựa ra được những thức ăn nó thấy là ngon. Những cái cách chế biến đồ ăn nó cảm thấy là ngon. Ví dụ nhiều bạn nó thích ăn về đồ có nhiều gia vị. Đấy, ví dụ thịt nướng chẳng hạn, thịt rang chẳng hạn thì nó mới ăn, và thịt luộc nó không ăn. Và bạn thấy nó thích ăn món đấy thì lại thích quá, ui thế là lần sau lại cho nó ăn cái món đấy nhiều hơn. Nếu nó cứ ăn ít đi thì lại mang món đấy ra cho nó ăn. Và chỉ trong một thời gian ngắn thôi là nó học được cách chống đối rồi đấy. Nó sẽ không ăn cái đồ ăn bạn cho nữa để buộc bạn phải lấy cái đồ nó thích ăn ra cho nó. Nguyên nhân khác nữa nhá, mà cũng là một trong nguyên nhân rất là phổ biến là gây ra cái tình trạng biếng ăn này, là không cho ăn theo bữa. Bạn cứ để đồ ăn cả ngày thôi, nó thích ăn lúc nào thì ăn, cứ vừa ăn vừa chơi, ăn tí xong lại ra chơi, mà bạn thấy đồ ăn vơi thì đổ thêm, không có một cái giờ giấc gì cụ thể, và khiến cho cún của bạn nó hình thành cái thói quen ăn nhẩn nha, cứ vừa ăn vừa chơi và nó không có chủ động trong việc ăn nữa. Ngoài hai nguyên nhân chính đấy ra thì tên cún của bạn cũng có thể là do bị căng thẳng khi mà chuyển môi trường sống này, hay là bạn thay đổi một đồ ăn mới quá đột ngột khiến bé nhà mình nó chưa kịp thích nghi và thậm chí nó không nhận ra được đấy là đồ ăn luôn. Cái nguyên tắc đầu tiên nhá, cũng là cái nguyên tắc quan trọng nhất này, cho nên mình sẽ phải nói rất kỹ về cái nguyên tắc này, chính là cho ăn 15 phút là chúng ta phải thiết lập một cái giờ ăn cố định để chó của chúng ta nó hình thành cái thói quen ăn uống lành mạnh ấy. Ăn phải đúng giờ
và chỉ ăn trong một khoảng thời gian cụ thể thôi. Tức là mình sẽ áp dụng bằng cách là chúng ta chuẩn bị đồ ăn, chúng ta phải thấy là nó sự cân đối về dinh dưỡng rồi nhá. Và đây là cái đồ ăn mà bạn muốn cho bé ăn, chứ không phải là cái đồ mà nó thích ăn đâu nhá. Và sau đó bạn phải quyết định giờ nào cho bé ăn. Tất nhiên nó phải dựa vào phù hợp với giờ giấc của bạn đấy, và cũng phải phù hợp với cái giai đoạn sinh lý của các bé cún nữa. Ví dụ như bé cún con thì một ngày phải ăn 3-4 bữa, còn bé cún trưởng thành rồi thì ngày có thể ăn 2 bữa sáng tối thôi cũng được. Đấy, giả định nhá là chúng ta có thể cho bé ăn vào 7 giờ này, 12 giờ và 19 giờ. Nếu đã quyết định như thế rồi là nhất định phải áp dụng đúng, không được thay đổi giờ giấc nữa, chỉ có ăn vào đúng cái giờ đấy mà thôi. Khi cho ăn nhá, bạn hãy đặt bát thức ăn xuống đất và chúng ta bấm giờ chỉ cho cún của chúng ta ăn trong vòng 15 phút. Sau 15 phút nhá, không cần biết chó của bạn ăn nhiều hay ăn ít, bạn bắt buộc phải cất đồ ăn đi. Không ăn một tí gì cũng phải cất đi nhá. Và bạn đừng lo rằng là 15 phút có ít quá không nhở? Không đâu. Một con chó nó ăn một bữa ăn ấy, nó chỉ cần khoảng 3 đến 5 phút thôi. 15 phút là quá dư giả rồi. Nếu như chúng ta còn để nó dài hơn thì nó lại hình thành cái thói quen ăn nhẩn nha. Và chỉ trong cái thời gian này để ăn thôi nhá. Sau đó thì khi mà đã hết giờ ăn, tuyệt đối không được phép ăn bất cứ một cái gì nữa. Và chúng ta cũng phải quán triệt cả cái nguyên tắc này với người nhà chúng ta luôn. Vì rất là nhiều trường hợp ấy, mình thấy là chúng ta để cho nó đói, bố mẹ chúng ta hay là người thân của chúng ta thương nó quá, lén lút cho nó ăn. Và chính điều này sẽ dẫn đến cái việc huấn luyện thất bại. Riêng với những bạn nào mà có cái tên cún mà nó cứ hay nằm lũng mình ấy, nó cứ đòi chúng ta phải bón cho nó ăn, phải đút cho nó ăn ấy, thì bạn cứ để bát xuống đất, xong rồi đi ra khỏi phòng, không được để cho nó nhìn thấy nữa. Hết 15 phút thì chúng ta đi vào phòng chúng ta dọn bát. Và nhiều lần chúng ta lặp đi lặp lại như vậy nhá, cái tên cún nhà mình nó bị đói. Và sau đó nó sẽ hình thành cái phản xạ có điều kiện là cứ có đồ ăn là phải ăn luôn, chứ nếu không thì tí nữa là không còn gì để ăn cả. Và tất nhiên là với những bạn nào mà quá biếng ăn ấy, thì đồ ăn của chúng ta cũng phải có một ít cái đồ bé thích ăn nữa chứ. Chứ đừng thay đổi hoàn toàn sang cái đồ bé không thích ăn. Thế thì nó sẽ giúp cho cái quá trình huấn luyện của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ nếu mà cái đồ mà nó không thích ăn thì nó chống đối, thì có khi là nhiều con nó nhịn đói lâu quá, nó lại thành những cái vấn đề về dạ dày. Cái biện pháp này nó chỉ có một cái lý do duy nhất để thất bại thôi. Đấy là do chúng ta thấy thương nó quá, nhịn đói mấy bữa, chúng ta sợ nó ốm nó mệt như nào đấy, thì chúng ta lại lấy đồ ăn nó thích ra để chiều cho nó, và chúng ta thất bại. Nếu như bạn muốn thành công nhé, bạn phải trở thành người cứng rắn, cứng rắn với bé cún nhà mình trong một khoảng thời gian nhất định để bé trở thành một bé cún ăn ngoan hơn. Nguyên tắc thứ hai mà bạn cần phải áp dụng ấy, chính là chúng ta hãy phối trộn thức ăn thay vì thay đổi thức ăn. Tức là trong khẩu phần ăn của bé ấy, thì chúng ta nên có các thành phần như cả hạt khô này, cả thịt này và cả rau này. Đấy, và mình nếu như mình muốn thay đổi khẩu phần để cho bé có đầy đủ dinh dưỡng hơn thì mình chỉ thay một thành phần thôi, chứ đừng có mà thay hết tất cả các thành phần. Và bạn nào mà hay có cái thói quen là ví dụ như là nó nhặt thịt ấy, nó bỏ lại rau, hay là nó nhặt thịt nó bỏ hạt ấy, thì chúng ta phải xay lẫn cả rau cả thịt cả hạt trộn lẫn vào để bé không nhặt ra được nữa. Và nếu bé nào mà chỉ thích ăn thịt ấy, thì giai đoạn đầu chúng ta huấn luyện ấy, để cho nó nhẹ nhàng hơn ấy, thì chúng ta cứ cho nhiều thịt đi. Đấy, tất nhiên chúng ta vẫn phải xay nhuyễn ra nhá, nhưng mà chúng ta cứ cho nhiều thịt hơn để bé nó bớt kén chọn đã. Sau đó một vài ngày thì chúng ta bắt đầu tăng cái lượng rau với tăng lượng hạt lên một tí, cứ mỗi ngày một tí như thế thì dần dần nó sẽ quen được. Và cái nguyên tắc này thì áp dụng cùng với cái nguyên tắc cho 15 phút nữa là sẽ rất là ok, mà không sợ bé bị thiếu chất. Cái nguyên tắc số 3 nhá là hãy cho thêm gia vị. Ồ, nhiều bạn nghe đây là thấy lạ đúng không nào? Nhiều bạn cứ cho rằng cái chó là phải ăn nhạt tuyệt đối cơ, không được phép cho muối vào, ăn muối là nó thận đấy, nó ốm đấy. Không đâu, chó nó vẫn cần nạp muối vào cơ thể nhá. Ngay cả những thức ăn dành cho chó nó vẫn phải có muối mà, để cho cơ thể của nó có thể có cái hoạt động trao đổi chất và nó cân bằng huyết áp. Vì vậy là bạn vẫn có thể cho một lượng muối nhỏ khi mà chúng ta nấu đồ ăn cho các bé, nhưng mà ít thôi, tại vì chó nó nhu cầu muối thấp hơn con người. Cho nên chúng ta cho một lượng muối là bằng 1/5 so với việc là chúng ta nấu đồ ăn cho chúng ta. Và khi mà đồ ăn nó có gia vị ấy, các bé cún nó sẽ ăn được ngon miệng hơn và nó ăn được nhiều hơn. Những cái đồ ăn sẵn như là pate lon hay là pate gói thì nó đã có sẵn cái lượng muối phù hợp rồi, cho nên bạn đừng có bổ sung gì cả. Chỉ có khi nào chúng ta nấu đồ ăn cho các bé thì chúng ta mới bổ sung thôi nhá. Và nguyên tắc số 4, tăng cường vận động trước bữa ăn. Đôi khi cái tình trạng kén ăn do tên cún của chúng ta nó ở nhà nhiều quá, nó ít vận động, thậm chí nó ở trong chuồng thôi, nó chả chơi bời chạy nhảy gì, nó bị béo phì. Và cái năng lượng thừa thãi như thế nó sẽ làm giảm cái nhu cầu ăn uống xuống, vì ăn uống là để nạp năng lượng cơ thể mà. Bây giờ cơ thể đang thừa năng lượng rồi thì nó không có nhu cầu ăn nhiều nữa đâu. Chính vì thế chúng ta hãy cho nó vận động thể chất hàng ngày, và tốt nhất là vận động trước bữa ăn đi. Ví dụ chúng ta cho nó ra công viên đi nô đùa với cái tên chó khác đi, hoặc là đi dạo đi. Đấy, đi chơi chạy khoảng nhảy khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng trước bữa ăn nhá. Sau đó khi mà chúng ta đưa nó về, lúc đấy nó đói nó mệt, nó sẽ ăn được ngon miệng hơn. Và chúng ta lặp đi lặp lại điều này nữa thì cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe của tên cún nhà mình. Mình hy vọng rằng thì video này sẽ hữu ích với các bạn, và sẽ không còn bạn nào phải vất vả vì bữa ăn của bé cún nhà mình nữa. Ít nhất là chúng ta không phải tốn thời gian để phục vụ cho nó. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh nhé. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào thì đừng ngại ngùng, hãy để lại trong phần bình luận để mình có thể tư vấn cho bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Sớm thôi.